Trước khi bắt đầu video, Sóc xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã ủng hộ để đoàn Sóc Con có động lực thực hiện video này. Cảm ơn tất cả các bạn. Nghe xong thân phận của Giang Ái Kiếm, Trư Hồng Cộng cảm thấy cây hành này có vẻ khó sơi đấy. Thân phận Ngụy Trác Ngôn có phải đã bại lộ rồi không? Đoan Mộc Sinh hỏi. Minh Thế Nhân nói ra, Giang Ái Kiếm lần trước đã báo cho Ngụy Trác Ngôn biết vị trí thật sự. Lần này lại biết Ngụy Trác Ngôn là hàng giả, chứng tỏ bên cạnh Ngụy Trác Ngôn có tai mắt của hắn, Lục Châu Lâm vào trầm tư. Tình báo của Giang Ái Kiếm hẳn là không giả, suy đoán của Minh Thế Nhân cũng có đạo lý, mặc dù đại nhân vật trong cung đều biết Ngụy Trác Ngôn là giả, cũng sẽ không công khai thừa nhận. Thông soái ba quân không thể loạn, đại cục làm trọng, như vậy người muốn động đến Ngụy Trác Ngôn, chính là người muốn phá hỏng đại cục, chẳng lẽ Ngọc Phi muốn tìm cơ hội quấy rối đại viêm? Dù sao Ngọc Phi đến từ Tây vực, chỉ có động cơ của cô ta là mãnh liệt nhất. Mạc Ly và Ngụy Trác Ngôn bất hòa thế nào, cũng là thế lực của nhị hoàng tử, sẽ không trở mặt. Vậy rốt cuộc là ai muốn mạng Ngụy Trác Ngôn, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có kết quả, thay vì nghĩ lung tung, chi bằng gặp mặt một lần, hỏi cho rõ ràng. Dưới chân núi có Từ An cầu kiến, một nữ tu đi vào trong đại điện kho người nói, Từ An, lại là cộng hành nào nữa đây? Chư Hồng Cộng không khỏi hoài nghi, Minh Thế Nhân gãi đầu, vỗ mạnh chán nói, sư phụ, là tộc nhân của tiểu sư muội trước kia đã tới. Đoan Mộc Sinh nhíu mày một cái, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện, cho hắn lên đây lục châu phất tay vâng không lâu sau từ an nâm nớp lo sợ xuất hiện trong đại điện mặc dù hắn đã tới ma thiên các một lần nhưng vẫn có vẻ rất khẩn trương từ an bài kiến lão lão tiền bối từ an nói năng lộn xộn minh thế nhân hỏi có chuyện gì lại bị bắt cóc nữa sao cũng khó trách lúc trước ma thiên các thù đồ đệ vì cái gì sư phụ lão nhân gia định ra quy củ một khi vào ma thiên các nhất định phải chặt đứt quá khứ tộc nhân của tiểu sư muội đã nhiều lần gặp chuyện cứ như vậy ai có thể ứng phó được không chừng đã bị kẻ thù nhìn chằm chằm trở thành con tin uy hiếp phan trọng cũng là chờ hắn trở về phải hào hào cảnh cáo một chút từ an liên tục khoát tay nói không 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 phải bị bắt cóc thế là chuyện gì từ an thở dài nói lão gia và phu nhân định rời an dương nhị lão lo lắng cho tiểu thư trước khi chia tay muốn gặp tiểu thư một lần vậy ngươi có biết quy củ của ma thiên các không minh thế nhân hỏi tiểu nhân biết biết rồi sao còn dám đến từ sau khi chuyện thanh dương phát sinh Lão gia cùng phu nhân vẫn đối với tiểu thư nhớ mãi không quên, vừa vặn tiểu thư 16, lão gia cùng phu nhân rất muốn gặp tiểu thư một lần, lần này gặp mặt sau này sẽ không gặp lại, cầu các chủ khai ân, nói xong lời này, Từ An quỳ xuống, Lục Châu cảm thấy kỳ quái, người bình thường ai có lá gan này, ba lần bảy lượt tiếp xúc Ma Thiên Các, nhắc tới cũng kỳ quái, chuyện bắt cóc Thanh Dương Sơn, toàn bộ quá trình lão gia từ gia đều rơi vào trạng thái hôn mê, cũng không có cơ hội nhìn thấy tiểu Diên Nhi, chỉ có điều, dựa theo quy củ của Ma Thiên Các, vào sơn môn chặt đứt quá khứ không thể vì tình thân mà châm trước nếu mỗi đệ tử đều nhiều phàm trần tục sự như vậy vậy còn được sao như lục châu không có gấp gáp cự tuyệt hắn liền hỏi vì sao rời đi từ an trả lời an dương gần đây không được thái bình thường có án mạng phát sinh nghe nói là có dị tộc xuất hiện trước đó từ ra còn có quan phủ che chở hiện tại những người đó đều chạy hết rồi lục châu vuốt dâu gật đầu kết hợp với tình báo của giang ái kiếm ngụy trác ngôn phụng mệnh đến an dương bình loạn như vậy từ an cơ bản không có nói dối từ an cúi đầu run rẩy lồng lộng trong đại điện có vẻ rất yên tĩnh hắn len lén ngẩng đầu nhìn thoáng qua đương thời đệ nhất đại ma đầu lại vội vàng đè xuống hắn không biết lục châu đang suy nghĩ gì chỉ là cảm thấy sự yên tĩnh này quá mức áp lực trầm tư thật lâu lục châu phất tay áo nói tiễn khách minh thế nhân hướng lục châu chắp tay sau đó lại hướng từ an làm tư thế mời các các chủ hắn không nghe được có cho gặp tiểu thư hay không nghe thấy hai chữ tiễn khách có vẻ có chút mơ hồ minh thế nhân không kiên nhẫn nói còn không đi từ an vội vàng đứng dậy đi theo minh thế nhân rời khỏi đại điện những người khác cũng kho người tản đi theo cùng lúc đó ngoại long trong đại điện tổng bộ ám võng giáo chủ tứ tiên sinh ma thiên các phi thư chuyện gì tư vô nhai chậm rãi đứng dậy hơi có chút tò mò hắn đã sớm rời khỏi ma thiên các nhiều năm như vậy ma thiên các cũng không có cùng mình liên lạc qua hôm nay là lần đầu tiên cứ điểm an dương nhận được tin tức phi thư chuyển tới tổng bộ ma thiên các muốn giáo chủ điều tra tung tích vân tam vân tam đúng vậy truyền nhân duy nhất của thần thâu môn yến tử vân tam thần thông môn sớm đã không còn tồn tại bây giờ chỉ còn lại có một người vân tam sư phụ tìm hắn làm gì thuộc hạ không rõ lắm vân tam nói dễ nghe một chút là truyền nhân của thần thông môn nói khó nghe một chút chính là một tên trộm mà thôi sư phụ lão nhân gia là người thế nào lại vì một tên trộm mà ra mặt liên lạc với tư vô nhai mình chứ điều này làm cho tư vô nhai nghĩ mãi mà không rõ một gã thuộc hạ đứng bên cạnh kho người nói nghe nói vân tam từng trộm đồ của ma thiên cắc có thể vì chuyện này hay không tư vô nhai gật gật đầu cười nói sư phụ a à, sư phụ người thật đúng là càng ngày càng hẹp hòi vậy giáo chủ có muốn thuộc hạ điều tra vân tam không nói cho cùng ám võng cũng không thuộc về ma thiên các hoàn toàn có lý do để cự tuyệt nhưng mà vậy cứ như lão nhân gia ông ấy mong muốn tư vô nhai phong khinh vân đạm nói dù sao cũng lớn tuổi rồi chỉ mong có thể tại 10 năm cuối cùng sống thoải mái một chút thuộc hạ hiểu rồi tên thuộc hạ kia đang muốn xoay người rời đi chờ một chút giáo chủ xin phân phó gần đây tịnh minh đạo và chính nhất đạo có động tĩnh gì không tư vô nhai chắp tay hỏi tịnh minh đạo và chính nhất đạo tập kết đi tới mãnh hồ cương không thu hoạch được gì hôm qua đã toàn bộ trở về chắc là bọn họ đã tức đến phát điên rồi rất tốt tư vô nhai chuyển động khổng tước linh trong tay trong cung có động tĩnh gì không ngụy trác ngôn đã rời khỏi thần đô đến an dương bình loạn tư vô nhai nghe vậy ha hả cười nói tên tiểu bối giả mạo lại lớn mật như vậy giáo chủ chúng ta cần phải làm như thế nào không cần để ý tới vâng mặt khác truyền tin đồn ra ngoài nói thiên tầm thủ sáo xuất hiện ở an dương tên thuộc hạ kia nghe vậy không khỏi giật mình giáo chủ dùng biện pháp này dụ dỗ vân tam có phải là hơi vân tam đích thực giỏi về trộm cắp nhưng mắt cao hơn đầu sư phụ lão nhân ra nếu muốn tìm được vân tam ta là đồ đệ ha có thể ngồi yên không để ý chứ thiên tàm thủ sáo chính là mùi câu tốt nhất thuộc hạ tuân mệnh thuộc hạ đi làm ngay tại ma thiên các ba ngày nay tiểu diên nhi đều đang chép phạt thái thanh ngọc giản ba ngày đều ở trong các chép phạt chép đến thắt lưng đau nhức tay bị chuột rút buổi tối vào diện bích động chịu phạt cũng may tiểu diên nhi thành thật lĩnh song phạt người khác cũng không giúp được nàng cũng chỉ có chiêu nguyệt sư tỷ ở lại bên người không có việc gì an ủi vài câu sư tỷ sư phụ thật sự rất tức giận sao tiểu diên nhi sửa sang lại một trăm phần thái thanh ngọc giản nói sư phụ đây cũng là vì tốt cho muội đỡ cho muội về sau phạm sai lầm tiểu diên nhi gật đầu nói thầm vậy sau này muội luyện tập phạm thiên lăng thế nào luyện tập thì luyện tập nhưng muội cũng không thể ra tay không có chừng mực chu kỳ phong cùng phan trọng bị đánh tỷ không có ý kiến nhưng ngay cả sư huynh sư tỷ cũng ra tay tàn nhẫn sư phụ có thể không tức giận sao cũng đúng lần sau muội xuất thủ nhẹ một chút sau khi thái thanh ngọc giản được chép xong trương nguyệt nói đi thôi ừ ừ sư tỷ chờ muội phạm thiên lăng của muội dùng rất thành thục trương nguyệt vội vàng phất tay ý bảo nàng mau đi tiểu diên nhi ôm một trăm phần thái thanh ngọc giản đi về phía ma thiên các đi qua đường nhỏ xuyên qua hành lang cùng lương đình đi tới đại điện ma thiên các tiểu diên nhi thấy sư phụ đang suy nghĩ gì đó liền cười khanh khách đi qua đồ nhi thỉnh an sư phụ một đôi tay nhỏ bé đem một trăm phần thái thanh ngọc giản nâng lên đỉnh đầu để biểu thị thái độ của nàng nghĩ kỹ chưa lục châu hỏi đồ nhi sau này nhất định sẽ tôn trọng sư huynh sư tỷ hiếu thuận với sư phụ tiểu diên nhi nói nghĩ thông suốt là tốt rồi sau này tái phạm quyết không dễ tha lục châu gian dạy đồ nhi hiểu rồi ở ma thiên các không biết lớn nhỏ còn có sư huynh sư tỷ thay con bao lấy về sau nhập thế tu hành một đường lòng người hiểm ác ai tới che chở cho con mười 10 năm trăm năm ngàn năm lục châu cũng không thể xác định rõ giống như hắn lợi dụng lỗ hổng hệ thống để một mực trường sinh nhất là sau khi phát hiện thẻ đạo cụ sẽ tăng giá hắn liền đặc biệt cẩn thận không dễ dàng sử dụng thẻ bích ngọc niên hoa tiểu diên nhi con đường tu hành vừa mới bắt đầu nhà giáo truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc truyền đạo ở vị trí đầu tiên không phải là không có đạo lý diên nhi con đã tròn 16, có tâm nguyện gì không lục châu vuốt dâu hỏi đồ nhi cũng chỉ có một tâm nguyện cầu sư phụ trường thọ câu trả lời này khiến lục châu cảm thấy bất ngờ vì sao Mọi người đều nói đại nạn của sư phụ sắp tới, nhiều lắm là sống thêm 10 năm nữa, con không tin. Bọn hắn cho dù chết già, sư phụ cũng sẽ không chết." Tiểu Diên Nhi nói, câu trả lời này khiến người ta bất ngờ, có thể thấy được bản tính nha đầu này cũng không xấu. Trên đường đi, tiểu đồ đệ cũng giúp hắn không ít, bây giờ vào nguyên thần kiếp cảnh, có Phạm Thiên Lang, làm sao có thể để cho nó lầm đường lạc lối, ngày sau chậm rãi dạy dỗ, tương lai có thể. "Diên Nhi, có nghĩ tới người nhà của con không?" Lục Châu hỏi, Tiểu Diên Nhi lắc đầu, buông thái thanh ngọc giản chép trong tay xuống tựa hồ cũng không nhớ nhà lắm sư phụ đồ nhi vào ma thiên các biết quy củ của nơi này tiểu diên nhi nói ra có thể là lúc rời nhà còn rất nhỏ ở ma thiên các đã quen khái niệm về gia đình không rõ ràng lắm lục châu nhẹ giọng thở dài con khác với sư huynh sư tỷ bọn hắn thở nhỏ cơ khố không nơi nương tựa chưa nói tới ràng buộc trong lúc hai thầy trò nói chuyện minh thế nhân đi vào hướng phía lục châu kho người hành lễ sư phụ liệu sự như thần lão thất đáp ứng giúp chúng ta tìm vân tam minh thế nhân nói được lục châu thản nhiên đáp lại một chữ minh thế nhân nhìn thoáng qua tiểu sư muội sư phụ chuyện của tiểu sư muội lục châu giơ tay ngắt lời hắn phi thư cho giang ái kiếm minh thế nhân vội vàng khom người lục châu nói tiếp hẹn gặp lại ở thành an dương minh thế nhân mặt lộ vẻ vui mừng vội vàng nói tiểu sư muội còn không mau tạ ơn sư phụ tiểu diên nhi không hiểu ra sao nhưng vẫn nói tạ ơn sư phụ lục châu phất tay áo xoay người trở về mật thất lấy tình huống hiện tại của hắn ngoại trừ lĩnh hội thiên thư gia chính là rút thưởng Mấy ngày nay hắn xem như phát hiện, hệ thống có bao nhiêu hố thì có bấy nhiêu hố, giá trị may mắn tích lũy đến 89 điểm, cũng không thấy trúng thưởng, vẫn là lĩnh hội thiên thư thực tế hơn. Lục Châu tắt giao diện hệ thống, bắt đầu quá trình lĩnh hội buồn tẻ, bất trí bất giác một đêm trôi qua, tinh đọc hết tất cả nội dung của nhân tự quyển 100 lần, thu hoạch được 100 điểm công đức, Lục Châu mở mắt, đọc nhiều lần như vậy, dùng thời gian dài như vậy, mới tính là đọc tất cả nội dung của nhân tự quyền Điều này quả thực làm cho hắn không cách nào hiểu được, nhưng mà hắn có thể rõ ràng cảm giác được trạng thái tinh thần so với tất cả số lần lĩnh hội lúc trước cộng lại đều muốn tràn đầy lục châu chậm rãi đứng dậy thoáng hoạt động thân thể giống như là trở lại trạng thái lúc trẻ tuổi nhất sờ sờ tròm dâu làn da nhưng vẫn già yếu như cũ hắn theo bản năng kiểm tra lại một lần động tác hàng ngày so với trước kia không có gì thay đổi quá lớn nói cách khác lĩnh hội thiên thư vẻn vẹn chỉ là để cho trạng thái tinh thần biến tốt liên tưởng lúc trước thiên thư khắc chế vu thuật cùng với cảnh tượng phạm âm lục châu suy đoán thiên thư đại khái là phương diện lực lượng ý chí tinh thần hắn nhìn một chút giao diện hệ thống trên giao diện hết thảy như thường ừm lục châu nhìn thấy một cột thẻ đạo cụ xuất hiện một hàng chữ nhỏ nhắc nhở giá thẻ đạo cụ theo tu vi cùng số lần mua tăng lên mà biến hóa lại nhìn giá cả quả nhiên tăng lên nhất kích trí mạng bán 800, không có kẽ hở bán 600, lôi cương cũng có thể bán 400. trong lòng lục châu lập tức có một vạn con lạc đà dê chạy qua qua hố có thể thấy được giá cả thẻ đạo cụ tăng lên không chỉ có liên quan đến số lần mua mà còn liên quan đến thực lực bản thân. Lúc trước còn tưởng rằng là số lần sử dụng, thật sự là suy nghĩ nhiều, hai điều kiện đồng thời có tác dụng, vừa có thể phòng ngừa túc chủ quá độ ỷ lại vào thẻ đạo cụ, cũng có thể thúc giục túc chủ gia tăng thực lực, đồng thời cũng có thể ở thời điểm túc chủ suy yếu, cung cấp đầy đủ năng lực tự vệ, thật đúng là một chút sơ hở cũng không cho chui. Lục Châu theo bản năng nhìn giá của thẻ nghịch chuyển, hiển thị 500 điểm, may mà không tăng, còn phải trông cậy vào nó sống sót, nếu ngay cả nó cũng tăng giá. Vậy thì thật sự chơi không nổi nữa, lĩnh hội thiên thư này thật sự là quá mất máu ngã một lần khôn hơn một chút lục châu suy nghĩ một chút quyết định trước mỗi lần lĩnh hội thiên thư đầu tư mua một bộ phận thể đạo cụ cất giữ sư phụ phi liễn đã chuẩn bị xong thanh âm minh thế nhân từ bên ngoài truyền đến biết rồi lục châu tiện tay vung lên giao diện hệ thống biến mất đi ra khỏi mật thất đi tới đại điện ma thiên các, tham kiến sư phụ tham kiến các chủ ánh mắt lục châu lướt qua mọi người đi thẳng vào vấn đề chuyến này tới an dương xử lý kín đáo không cần sử dụng phi liễn minh thế nhân giật mình nói sư phụ nhiều người như vậy cho nên không cần quá nhiều người lục châu có dự cảm ngay cả giang ái kiếm cũng phải gặp mặt mới nói đi quá nhiều người ngược lại quá mức rêu dao thực lực ma thiên các còn khiếm khuyết so với lúc huy hoàng còn kém xa cho dù là cường giả bát diệp phạm tu văn mới gia nhập ma thiên các cũng chưa chắc có thể so sánh với thời điểm ma thiên các mạnh nhất thời kỳ cường thịnh ai không kiên kỵ ma thiên các đại đệ tử vu chính hải một mình sáng lập u minh giáo liên thành đệ nhất đại ma giáo đủ biết thực lực của hắn như thế nào rồi nhị đệ tử ngu thượng nhung chưa từng thất bại hai người này nếu ở đây cũng không thể có khả năng thập đại cao thủ vây công kim đình sơn ma thiên các to lớn như vậy dù sao cũng phải lưu lại chút người tọa chấn lục châu chỉ dẫn theo tiểu diên nhi minh thế nhân và đoan mộc sinh đi an dương trương nguyệt cùng chư hồng cộng thực lực tu vi yếu kém càng thích hợp ở lại ma thiên các khí tức điềm lành của bạch trạch xuất hiện ở phía trên ma thiên các con ngươi của lão bát chư hồng cộng đều muốn rớt ra sư phụ sư phụ lão nhân gia lại đến đâu thuần phục tọa kỵ này tọa kỵ bình thường đều chỉ có thể đi dị vực hoặc là khu vực xâm lâm bắt giữ loại tọa kỵ nắm giữ bản lĩnh nào đó chỉ có thể nhìn chu kỳ phong tán thưởng nói nghe nói đại tiên sinh từng đi tới mê vụ xâm lâm thuần phục giác ưng thú cấp truyền thuyết làm tọa kỵ nhưng chưa ai thấy qua xịt chán sống rồi chiêu nguyệt cảnh cáo đám người ngậm miệng ở ma thiên các nghị luận đại đệ tử vu chính hải nếu để sư phụ nghe thấy thì sao lục châu và tiểu diên nhi ngồi bạch trạch rời đi minh thế nhân và đoan mộc sinh chỉ có thể ngự không mà đi như thường ngày bất quá tu hành giả nguyên thần kiếp cảnh, mặc dù không thể so với tốc độ tọa kỵ, nhưng cũng không tính là chậm. Một canh giờ sau, trong thành An Dương, Lục Châu và Tiểu Diên Nhi xuất hiện trên đường phố, điều khiến cả hai ngạc nhiên là không có nhiều người trên đường phố, hơi lộ vẻ hiu quạnh. Sư phụ có muốn bắt người hỏi một chút không? Tiểu Diên Nhi cũng cảm thấy kỳ quái, nàng hiện tại vì phòng ngừa phạm sai lầm nhớ kỹ lời của sư tỷ, mọi việc trước khi hành động phải hỏi sư phụ trước, không cần. Lục Châu quyết định trực tiếp đi từ phủ, thành An Dương hương suy hẳn là vấn đề đau đầu của hoàng đế đại viêm có liên quan gì với hắn chứ tiểu diên nhi dùng sức gật đầu giọng mũi rất nặng nói vâng chẳng mấy chốc hai người đi tới trước cửa từ phủ tiểu diên nhi hiểu ý nói sư phụ con đi gõ cửa lục châu vuốt râu gật đầu có chút vui mừng không ủng công dạy nha đầu này dựa theo sáo lộ trước kia chỉ sợ trực tiếp đạp cổng ra rồi nhưng chưa dứt lời thì nàng đã đạp dùng một cái có thay đổi nhưng chưa đáng kể ha ha khi thấy cửa mở tung ra quản gia từ an Thời điểm hắn ở Thanh Dương Sơn được cứu gặp qua một lần, mới đi Ma Thiên Các cũng là gặp qua một lần, tiểu Diên Nhi xuất hiện ở trước mắt, hắn sao dám không nhận ra, tiểu thư, tiểu nhân đi bẩm báo lão gia, phu nhân, Từ An quay đầu chạy vào trong, một đường điên cuồng gào thét tiểu thư đã trở về. Tiểu Diên Nhi cũng không thèm để ý, mà quay đầu lại nói, sư phụ, Đồ Nhi không làm chủ được sức lực, Lục Châu đã đi tới bên cạnh nàng, lạnh nhạt nói, chất lượng của cửa quá kém. Đi vào đi, mới vừa bước vào trong sân, Liên nhìn thấy hơn 10 người vây quanh cẩm y nam tử trung niên cùng phu nhân đây chính là phụ thân tiểu diên nhi từ nguyên và mẫu thân từ trương thị từ nguyên đã đến tuổi trung niên ngược lại có vài phần đỉnh thiên lập địa từ trương thị đoan trang thư nhã phong vận vẫn còn lúc còn trẻ sợ cũng là tiểu thư khuê các diện mạo khuynh ngã khuynh thành nhưng mà điều khiến lục châu cảm thấy kinh ngạc chính là lúc từ nguyên nhìn thấy hắn ngoại trừ lực chú ý hơi có vẻ tập trung lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh không sợ hãi chút nào người bình thường có thể có phần gan dạ sáng suốt này đúng là hiếm thấy Diên Nhi, Lục Châu lạnh nhạt nói, dập đầu với phụ thân mẫu thân con đi. Vâng, tiểu Diên Nhi quỳ xuống, quy thiên quỳ xuống đất lạy phụ mẫu. Thiên kinh địa nghĩa, phải dạy dỗ con bé thật tốt, Từ Trương thị cảm động đến nước mắt ảo ảo, chạy tới, ôm lấy tiểu Diên Nhi, tiểu Diên Nhi bị ôm đến có chút mơ hồ, dù sao 6 năm không gặp, ít nhiều có chút cảm giác xa lạ, Từ Nguyên nhìn thoáng qua tiểu Diên Nhi, trong lòng khẽ động, đứng ở xa xa, chắp tay thở dài chào Lục Châu, trong mắt lộ vẻ kính sợ cùng tôn trọng, Lục Châu chỉ khẽ gật đầu, xem như đáp lại hạ nhân cũng không biết lục châu cũng không biết tiểu diên nhi bái ma thiên các học nghệ chỉ là những người này thủy chung là người ngoài cuộc thế tục không có gì để nói huống hồ mục đích chuyến đi này cũng không liên quan đến bọn họ vi sư mệt rồi từ nguyên vội vàng bảo từ an an bài gian phòng trong gian phòng thanh tịnh hơn rất nhiều lục châu ngồi xuống lạnh nhạt nhìn phu phụ từ nguyên một cái trong nhà không có người ngoài phu phụ từ nguyên đi tới trước người lục châu cung cung kính kính làm bộ muốn quỷ ngày đó lão tiên sinh cứu từ phủ trong lúc nguy nan lão tiên sinh xin nhận ta một lạnh ngay khi họ quỳ xuống, Lục Châu tiện tay vung lên, một cỗ cương khí nhàn nhạt, nhạt nâng bọn họ lên. đã là phụ mẫu của Diên Nhi thì ngang hàng với lão phu, không cần quỳ xuống. Phu phụ Từ Nguyên lộ vẻ cảm kích. Lục Châu nhìn về phía hai người, thẳng thắn nói: Lão phu có chuyện muốn hỏi, mong các ngươi nghĩ kỹ trả lời. Từ Nguyên không dám chậm trễ, nói ra: Lão tiên sinh mời hỏi, An Dương xảy ra chuyện gì? Từ Nguyên trả lời: Loạn quân tác yêu, bách tính khổ không thể tả. Chỉ sợ không bao lâu nữa, bách tính An Dương sẽ phải lang bạc đầu đường xó chợ thống soái ba quân ngụy trác ngôn không ở an dương sao lục châu hỏi ngày hôm trước đã tới phía bắc thành an dương chưa vào thành nguyên nhân ta cũng không rõ lục châu vuốt râu gật đầu ngụy chắc ngôn dù sao cũng là hàng giả cẩn thận thận trọng cũng là chuyện bình thường một vấn đề cuối cùng lục châu chuyển đề tài diên nhi từ 10 tuổi vào ma thiên các vào ma thiên các sẽ phải chặt đứt quá khứ sự tình thanh dương niệm tình ngươi chi gấp diệt tộc lão phu có thể bỏ qua chuyện cũ nhưng lần này là vì sao từ nguyên nghe vậy vội vàng lấy ra một hộp gấm màu đỏ nâng trong lòng bàn tay mời lão tiên sinh xem lục châu tiện tay vung lên mở nắp ra nhìn thứ bên trong khiến lục châu và tiểu diên nhi hơi kinh ngạc hát mộc liên từ nguyên nhìn tiểu diên nhi một cái không nói gì lục châu sao lại không biết ý của hắn tuy tiện tìm một cái cớ nói diên nhi ra ngoài xem một chút đồ nhi tuân lệnh tiểu diên nhi xoay người rời đi tiểu diên nhi đi tới bên ngoài từ phủ ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời vẫn còn sớm tốc độ phi hành của sư huynh rất chậm nhất thời sợ là không đuổi kịp tiểu diên nhi không thích giao tiếp với người từ phủ liền đi về phía con đường vắng vẻ của từ phủ xin chào một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai nàng tiểu diên nhi giật mình nhìn xung quanh hỏi ai nhưng mà ngay phía trước nàng một kiếm khách áo xanh thân ảnh thon dài ôm trường kiếm đưa lưng về phía nàng tiểu diên nhi mặt lộ vẻ hồ nghi nhớ tới lời sư phụ nói không dám khinh thường nói ngươi là ai kiếm khách áo xanh chậm rãi xoay người trên mặt mỉm cười ấm áp nhìn về phía tiểu diên nhi khẽ gật đầu nhẹ giọng nói quả nhiên đúng như ta nghĩ cái gì mà giống như ngươi đã nghĩ, không được nhìn, Tiểu Diên Nhi vốn định bổ sung thêm câu còn nhìn nữa ta chọc mù mắt ngươi đấy, lại sợ sư phụ tức giận, nuốt xuống, ta cảnh cáo ngươi, không được đi theo ta, Tiểu Diên Nhi vòng qua kiếm khách áo xanh, theo đường tắt đi về phía trước, kiếm khách áo xanh khoanh hai tay, chậm rãi đuổi theo, Tiểu Diên Nhi nhướng mày, dừng bước nói, "Này, không được theo, theo nữa." Nàng nhấc chân dẫm lên, ầm, mặt đất lún xuống, loại lực lượng trình độ này, thối thể ngũ trọng trở lên là có thể làm được nàng vốn tưởng rằng kiếm khách áo xanh này thấy sẽ sợ hãi. Ai ngờ hắn vẫn nhẹ nhàng thoải mái, không hề để ý, cứ như vậy đi theo phía sau, nhìn Tiểu Diên Nhi không chớp mắt. Tiểu Diên Nhi đột nhiên nhớ tới cái gì, gia hỏa này sẽ không phải là biến thái chứ? Nàng dừng bước, thân thể không chuyển động, quay đầu nói: "Ngươi thật sự muốn đi theo ta?" "Ừ, tại sao?" Nhìn ngươi, ta không thích, nó không quan trọng, sư phụ nói, không cho ta tùy tiện đánh người. Sư phụ nói đúng, sư phụ cũng nói, đối phó với người xấu, không thể nhân từ nương tay, cái này ầm tiểu diên nhi như mũi tên của ly huyễn tấn công kiếm khách áo xanh nguyên thần kiếp cảnh thái thanh ngọc giản bộc phát lên tốc độ không thể khinh thường tiểu diên nhi vốn tưởng kiếm khách áo xanh này sẽ bị dọa đến tè ra quần nhưng sự thật là trong mắt kiếm khách hiện lên một tia kinh ngạc lại rất nhanh khôi phục thành bộ dáng phong khinh vân đạm cương khí hộ thể của hắn ngăn chặn toàn bộ tiến công của tiểu diên nhi ở bên ngoài bang 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 tiểu diên nhi đem thân pháp thái thanh ngọc giản phát huy vô cùng nhuần nhuyễn khắp bầu trời cơ hồ đều là bóng dáng của nàng Mỗi một quyền đều đánh vào trên vách tường cương khí, để lại một vòng chóng nhỏ. Kim khách áo xanh cũng không đánh trả, mặt mỉm cười, thỉnh thoảng liếc mắt một cái, cương khí hùng hậu không bắn ngược ra ngoài, giống như là sóng nước, không phân tán, cũng không phản vệ. Tiểu Diên Nhi càng đánh càng giận, Bách Kiếp Động Minh, một tòa pháp thân cũng không to lắm xuất hiện, tản ra kim quang, pháp thân nửa trong suốt của tiểu cô nương, thật là linh lung tinh xảo. Kim khách áo xanh quay đầu nhìn thoáng qua, mỉm cười, hắn vươn tay về phía trước, hô, cương khí biến mất nguyên khí bắt đầu khởi động cũng biến mất hết thảy bình tĩnh lại bàn tay to của kiếm khách áo xanh túm lấy đầu tiểu diên nhi hai tay tiểu diên nhi không ngừng huy động lại với không tới kiếm khách áo xanh tức chết ta rồi buông tay mau buông tay thú vị kiếm khách áo xanh nói được rồi ngươi thắng tiểu diên nhi lại nổi lên tâm lý đề phòng buông tha chống cự vạn nhất người này là người xấu nàng cảm giác được nam tử trước mắt này thực lực cùng tu vi phi thường mạnh mẽ kiếm khách áo xanh lộ ra nụ cười thản nhiên xin chào hắn lại chào hỏi tiểu diên nhi không chào tiểu diên nhi đáp lại tiểu sư muội muội cũng phải nói xin chào hả ta là nhị sư huynh của muội trong trí nhớ của tiểu diên nhi cũng không có quá nhiều hình ảnh về đại sư huynh và nhị sư huynh nghiêm túc mà nói hai người chưa bao giờ chính thức gặp qua càng không thể nào nói đến quen biết ngu thượng nhung chỉ có điều tiểu diên nhi thật sự không thể tin được vị kiếm khách áo xanh trước mắt này chính là nhị sư huynh của nàng ngu thượng nhung vừa rồi còn cười xấu xa nhị sư huynh thấy nàng không tin trường sinh kiếm trên người ngu thượng nhung ra khỏi vỏ trong nháy mắt đã đến cuối đường tắt thời điểm trước mắt lần nữa xuất hiện trước người tiểu diên nhi mặt mỉm cười hồng kiếm lơ lửng trước mặt phiêu giật xuất trần tiểu diên nhi kinh ngạc một nửa kinh hỉ một nửa nhíu mày à sư nhị sư huynh bỗng dưng nàng nhận ra điều gì đó sai sai vội vàng đề phòng không đúng phản đồ ngu thượng nhung cũng không thèm để ý ý niệm khẽ động trường sinh kiếm trở về vỏ tiểu sư muội muội cũng cảm thấy ta là phản đồ sao tiểu diên nhi nhìn ngu thượng nhung xuất trần phiêu giật mặt mỉm cười cùng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng ngược lại có vài phần cảm giác đại ca ca nhà bên, nhất thời cũng rất khó tin tưởng hắn là phản đồ, vì thế, nàng lắc đầu nói, không biết, nhưng mà sư phụ nói vậy, nhất định là có lý do, không nhắc tới những thứ này nữa. Huynh đến An Dương làm gì? Để thăm muội. Hai người trở về, tốc độ đi không nhanh, giống như tản bộ vậy. Sao huynh biết? Lòng hiếu kỳ của tiểu Diên Nhi nổi lên, không ngừng truy hỏi, Thất sư đệ nói, Thất sư huynh cũng tới sao? Không biết, đại sư huynh thì sao? Không biết, nhị sư huynh, kiếm của huynh có thể cho ta xem không? đối với một kiếm khách mà nói kiếm chính là mệnh kiếm không rời thân nhưng ngu thượng nhung vẫn hời hợt nói được hắn đem trường sinh kiếm đưa tới tiểu diên nhi cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận trong phút chốc tiếp nhận trọng lượng đáng sợ làm cho nàng lui về phía sau cũng may tu vì nàng không thấp kịp thời điều chỉnh như nắm không có gì tiểu diên nhi thưởng thức một lát thậm chí cầm lấy vung vài cái chật chật lấy làm kỳ lạ sau đó nàng lại cung kính kính hai tay nâng trả lại cho ngu thượng nhung như thế nào ngu thượng nhung hỏi nói không nên lời chỉ là cảm thấy tốt nhưng không tiện tay tiểu diên nhi thành khẩn nói ngô thượng nhung thu hồi trường sinh kiếm cười nhạt nói tiểu sư muội không thích hợp sử dụng kiếm đúng vậy ta có phạm thiên lăng sư huynh huynh muốn xem không không ngô thượng nhung dừng bước ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời nhìn từ phủ gần ngay trước mắt nói tiểu sư muội nhị sư huynh có phần lễ vật tặng muội tiểu diên nhi vỗ tay nói thật sao ngô thượng nhung tay phải vừa nhấc từ xa bay tới một cái hộp gấm hiển nhiên hắn trước đó cũng đã chuẩn bị tốt đồ vật đây là cái gì Tiểu Diên Nhi tò mò hỏi, chỉ mong tiểu sư muội thích, Ngô Thượng Nhung đem hộp gấm đưa ra, Tiểu Diên Nhi mở ra nhìn. Trong hộp gấm đặt ngay ngắn một bộ quần áo thanh sắc tinh xảo, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, ngay khi nàng ngẩng đầu lên, Ngô Thượng Nhung đã ôm trường kiếm, đi về hướng ngược lại. Nhị, nhị sư huynh, rất vui được gặp muội, ta còn có việc, tạm biệt. Ngô Thượng Nhung lưu lại những lời này, càng chạy càng xa, Tiểu Diên Nhi thu hồi hộp gấm, hướng về phía bóng lưng Ngô Thượng Nhung, lại có chút hiểu chuyện gật đầu, nói: "Đa tạ lễ vật của nhị sư huynh." Bell thân ảnh ngu thượng nhung biến mất không thấy kiếm ma đại danh đỉnh đỉnh này dường như chưa từng xuất hiện tiểu diên nhi cầm hộp gấm có chút khó hiểu tiểu thư từ an xuất hiện ở xa xa hô lão tiên sinh muốn gặp đến rồi tiểu diên nhi trở về từ phủ đi vào trong phòng ánh mắt lục châu rơi vào hộp gấm trước mặt tiểu diên nhi tiểu diên nhi vội vàng nói sư phụ không phải đồ nhi cướp đâu là nhị sư huynh cho đấy hạ tiểu diên nhi cung cung kính kính hai tay cầm hộp gấm nhẹ nhàng mở nắp ra nhìn thoáng qua nói ra sư phụ thật sự là nhị sư huynh tặng con một bộ y phục, cướp đồ, không đến mức chỉ cướp một bộ y phục đúng không ạ? À? Ánh mắt Lục Châu rơi vào bộ y phục tản ra ánh sáng yếu ớt kia, hắn nhận ra thứ này, nhưng vẻ mặt có vẻ bình tĩnh, nhẹ giọng nói, "Vân Thường Vũ Y." "Vân Thường Vũ Y?" Nghe nói, Vân Thường Vũ Y do thợ may giỏi dệt kim ba đời trải qua trăm năm dệt thành, vật liệu thu thập cùng trận văn, hoa văn chuẩn bị cùng kết cấu, liên chuẩn bị mấy chục năm. Tất cả các vật liệu đều xuất phát từ mê vụ xâm lâm, Vân Thường Vũ Y có thể cắt giảm đại bộ phận cương khí thương tổn, thuộc loại bảo bối cùng thuộc tính với bảo thiền y đẳng cấp còn có thể hơi cao hơn bảo thiền y một chút lục châu không nghĩ tới ngu thượng nhung lại cam lòng như vậy trầm ngâm một lát lục châu nói ra nhận lấy đi bảo vật như thế mất đi thật đáng tiếc tiểu diên nhi gãi đầu đồ nhi có thể nhận sao ạ à? lục châu nhẹ nhàng gật đầu tiểu diên nhi ồ một tiếng đem vân thường vũ y thu lại lục châu nâng mắt lên nhìn về phía phu phụ từ nguyên nói ra nếu không có chuyện gì khác lui ra đi thông qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi trước đó lục châu biết được Tiểu Diên Nhi thở nhỏ bệnh nặng một hồi, Từ Nguyên đi khắp nơi cầu y, cao nhân chẩn đoán Tiểu Diên Nhi khí hải bất thông, sau khi vào Ma Thiên Các, Từ Nguyên vẫn nhớ thương việc này. Hiện giờ tìm được Hắc Mộc Liên, lúc này mới có chuyện Từ An đi Ma Thiên Các thỉnh cầu gặp mặt, chỉ có điều khiến Lục Châu kỳ quái chính là, với bản lĩnh và thân phận của Từ Nguyên, hẳn là không tiếp xúc được với Hắc Mộc Liên mới đúng, hơi trầm ngâm, Lục Châu không hề suy nghĩ, hắn không cần cùng Từ Nguyên giải thích quá nhiều vấn đề khí hải của Tiểu Diên Nhi. Hắc Mộc Liên nói chung là vật quý hiếm, ở lại từ gia, chỉ có thể là tai họa, buổi chiều, Minh Thế Nhân và Đoan Mộc Sinh mới chạy tới tử phủ, cũng an bài ở lại, màn đêm buông xuống, trăng sáng sao thưa, bên ngoài tử phủ truyền đến từng đợt động tĩnh, có vẻ như đó là âm thanh của đường phố, có loạn quân, có người nhắc nhở, Lục Châu vẫn chưa đi vào giấc ngủ, mà là đang suy tư về nhân sinh và kiếp luân hồi, sư phụ, trên đường có loạn quân xuất hiện, có cần đồ nhi thanh lý một chút hay không? Thanh âm Minh Thế Nhân từ bên ngoài truyền đến, bên ngoài tử phủ, không cần để ý tới, Lục Châu nói, bình định phản loạn đó là chuyện của ngụy trác ngôn ma thiên các không có nghĩa vụ này đồ nhi hiểu rồi sáng sớm hôm sau trời tờ mờ sáng phía bắc thành an dương trên bầu trời một tòa phi liễn đều tốc chạy tới phi liễn khổng lồ khiến người ta phải thán phục ở chung quanh phi liễn còn có mấy chục tên tu hành giả hình thành phương trận phi liễn bay lên phía trên thành an dương đứng im trên phi liễn đại lượng tu hành giả che mặt nhảy xuống binh lính đánh về phía thành an dương phản quân phản quân dân chúng nhất thời bừng tỉnh chạy trốn khắp nơi về nhà Đường phố lớn nhỏ của thành An Dương nhanh chóng biến mất. Dân chúng đều trốn vào trong nhà, thành An Dương rối loạn, nhưng mà, mục tiêu của những tu hành giả này không phải là dân chúng thành An Dương, mà là binh lính trên đầu thành. Tiếng chém giết liên tiếp vang lên, Minh Thế Nhân và Đoan Mộc Sinh nhảy lên nóc nhà, nhìn từ xa, Minh Thế Nhân lắc đầu nói, An Dương phản loạn, chuyện không nhỏ. Đại môn phía bắc được mở ra bởi những người đeo mặt nạ và hàng ngàn kỵ binh tràn vào, không quản nữa sao? Đoan Mộc Sinh hỏi, quản hắn làm gì, đây là chuyện của triều đình liên quan gì đến ma thiên các ta chứ xem náo nhiệt là được rồi quan gia nha hoàn người hầu từ phủ toàn bộ đóng cửa không ra tình hình chiến đấu trên đường phố cực kỳ thảm liệt minh thế nhân và đoan mộc sinh dứt khoát ngồi trên nóc nhà nhìn từ xa ngụy trác ngôn rốt cuộc có được hay không vậy phái những binh tôm tướng cua này không phải chịu chết sao trong nháy mắt binh lính liền hao tổn một nửa rồi đấy cưỡi phi liễn nhảy xuống đều là tu hành giả cho dù bọn hắn chỉ là ngương thức và phản hải đối phó binh lính bình thường như dao mổ trâu mổ gà hàng giả vẫn là hàng giả nếu ngay cả bình loạn an dương cũng không được chỉ sợ vị trí của hắn cũng không giữ được minh thế nhân nói ra đúng lúc này minh thế nhân nhìn thấy phía bắc xuất hiện hai tòa càn khôn pháp thân cao mười phương a à, xuất thủ rồi ư thập phương càn khôn pháp thân nói rõ tu vi ít nhất tại thần đình cảnh trung kỳ tà hữu còn có hai người đủ để kinh sợ đám tu hành giả che mặt này quả nhiên đám người tu hành giả che mặt liên tiếp bại lui phạm hải cảnh cùng ngương thức cảnh ở trước mặt thần đình cảnh không là cái thá gì nhưng mà tu hành giả che mặt nhân số đông đảo cộng thêm binh lính bọn họ mở cửa thành thả xuống, song phương địa vị ngang nhau. Mặc dù như thế, đám tu hành giả thể hiện uy lực cực lớn, không ít kiến trúc trong thành bị phá hư, mà đất mấp mô, có chút hoài đấy, Minh Thế Nhân dứt khoát ngồi trên nóc nhà. Hưng Thu nói, Ngụy Trác Ngôn không ra tay, ta có thể hiểu được, nhưng thuộc hạ của hắn đâu, dù sao cũng là thống soái tam quân, phụng mệnh bình loạn. Vừa mới nói xong, gần cổng thành phía bắc, một tòa pháp thân bách kiếp động minh, với tốc độ xét đánh không kịp bưng tai, phá không kích, cao thủ, Minh Thế Nhân nhướng mày hai người cơ hồ cùng một thời khắc lui về phía sau thối lui đến một bên khác của nóc nhà lục diệp bách kiếp động minh cao thủ sở dĩ là cao thủ là bởi vì bách kiếp động minh pháp thân cao bảy trượng lúc xẹt qua tầng trời thấp lại không có đối với phòng ốc hai bên sinh ra bất kỳ thương tổn gì dưới pháp thân bách kiếp động minh một vị nữ tử cẩm y khuôn mặt tuấn tú Trước bức đám tu hành giả che mặt pháp thân đi đến chỗ nào đám tu hành giả che mặt đều bị đánh bay mấy trăm người phía trước đồng thời ngửa mặt lên trời phun máu minh thế nhân nhìn thẳng mắt nói pháp thân còn có thể dùng như vậy sao đoan mộc sinh cũng là chưa từng thấy qua nói hẳn là người của ngụy trác ngôn kỳ quái ngày đó sư phụ cưỡi phi liễn nhẹ lấy mạng chó của ngụy trác ngôn chẳng lẽ nàng ta không ở đấy một chiêu qua đi đám tu hành giả che mặt đều rơi xuống đất bang bang bách kiếp động minh pháp thân trong phút chốc biến mất cẩm y nữ tử một thân lam y chậm rãi bay xuống nàng nhìn về phía trước biểu tình bình tĩnh nói người đầu hàng không giết tiếp tục làm loạn giết chết bất luận tội gì cẩm y nữ tử thanh âm rất nhẹ rất nhạt trong nhu hòa lại tràn ngập lực lượng minh thế nhân và đoan mục sinh không ngờ bên cạnh ngụy trác ngôn lại có một nữ tử mạnh mẽ như vậy làm sao bây giờ đoan mục sinh gãi đầu thấy đánh nhau hắn liền muốn xông lên đừng nhúc nhích cùng chúng ta lại không quan hệ sư phụ lão nhân gia tu vi cao thâm động tĩnh lớn như thế sư phụ đã sớm biết nếu là cần nhúng tay cần gì chờ đến bây giờ sư đệ nói có lý trên đường phố hỗn loạn không chịu nổi tràn ngập mùi máu tanh cẩm y nữ tử hai tay đan sen đặt ở trước người động tác yêu nhã rất khác biệt những tu hành giả che mặt như lâm đại địch không ngừng lui về phía sau ai có thể ngăn cản cao thủ như vậy thấy không có người trả lời cẩm y nữ tử cất bước về phía trước phía sau nàng là binh lính cùng tiến lên cả vài tu hành giả mặc khôi giáp một tiến một lùi tựa hồ là cảm nhận được nguy hiểm phi lĩnh khổng lồ trên bầu trời chậm rãi di động bay về phía cổng thành phía nam đồng thời giảm độ cao cẩm y nữ tử dừng bước ngẩng đầu lên nàng khẽ nhíu mày phi lĩnh khổng lồ như thế cần ít nhất 50 phạm hải cảnh đồng thời quán thâu nguyên khí nếu phi hành vòng quanh bên ngoài ít nhất cần năm thần đình cảnh điều này có nghĩa là trên phi liễn còn có tu hành giả tu hành giả cường đại cẩm y nữ tử nhẹ giọng nói tiền bối đã đến vì sao phải lợi dụng phản quân trong thành thanh âm nữ tử trộn lẫn nguyên khí hướng không trùng bay đi cẩm y nữ tử rất rõ ràng thanh âm của nàng có thể rõ ràng truyền tới phi liễn bên trên nhưng mà phi liễn không hề có động tĩnh giống như là không có ý định để ý tới nàng cẩm y nữ tử hơi như người sau lưng tướng sĩ cùng binh lính trái phải tách ra ngụy trác ngôn cưỡi con ngựa cao lớn từng bước một đi tới đường phố an dương ngoại trừ tiếng vó ngựa toàn bộ đều trầm mặc ánh mắt tập trung vào con chiến mã kia đây chính là thống soái tam quân hoàng thất đại viêm truyền ngôn cao thủ tu hành giả thất diệp ngụy trác ngôn ngụy trác ngôn không có nhìn phi liễn mà là nói cẩm y ngươi có biết hoàng thượng vì sao phái bản tướng quân đến đây bình định phản loạn lại chỉ cho ta năm ngàn binh mã không tu hành giả chiến đấu không tại nhiều mà tại tinh nữ tử này chính là lý cẩm y hoàng thượng cũng có tâm kiểm nghiệm năng lực của tướng quân ngươi hiểu là tốt rồi cẩm y không nên giấu giếm lý cẩm y áy náy nói ngụy trác ngôn gật đầu truyền âm nói khắp thiên hạ đều là vương thổ các hạ mượn danh loạn quân quấy nhiễu an dương ta ý đồ ở đâu minh thế nhân chật chật gật đầu kinh ngạc trước diễn xuất và biến hóa của ngụy trác ngôn nếu không biết rõ minh thế nhân thậm chí còn cảm thấy đây là ngụy trác ngôn chân chính thật thật giả giả hư hư thật thật ngụy trác ngôn thay đổi rất lớn hơn nữa từ trong cuộc đối thoại của bọn họ minh thế nhân nghe rõ lý cẩm y này chính là cao nhân bên cạnh ngụy trác ngôn lộ ra tuyệt chiêu lục diệp bách kiếp động minh lại còn là giấu giếm được nữa sao vậy nàng ta thực lực như thế nào minh thế nhân hít một hơi thật sâu nếu nói thần đô nhiều cao thủ như vậy ta còn tin tin tưởng nhưng an dương cái địa phương rách nát này làm sao có thể dưới lòng đất đều là bảo bối sao không khí có ngọt ngào không không ngọt đâu còn có chút thối đoan mộc sinh hít lấy hít nể rồi trả lời tam sư huynh huynh tránh xa ta một chút minh thế nhân có chút nóng này ai ánh mắt lý cẩm y như điện nhìn về phía nóc nhà không xong quên truyền âm nói chuyện bình thường cao thủ như này làm sao có thể không phát hiện chứ trên nóc nhà cách đó mấy chục trượng minh thế nhân xấu hổ đứng dậy liên tục xua tay các ngươi tiếp tục các ngươi tiếp tục ta chỉ là một tiểu dân chúng bình thường tiếp tục lần này minh thế nhân hấp thu hàng tấn ánh mắt trên nóc nhà quay lưng về phía mặt trời cơ hồ thấy không rõ tướng mạo của minh thế nhân và đoan mộc sinh lý cẩm y nhẹ giọng nói người không phận sự né ra ta lui ta lui Minh Thế Nhân và Đoan Mộc Sinh lui về phía sau hai mái nhà. Lúc hai người đến An Dương, đã ẩn tàng khí tức, hiện tại nhìn qua, không khác gì tay mơ vừa bước vào tu hành, song phương tiếp tục giằng co. Trên bầu trời, phi liễn khổng lồ kia, sóng gợn rung động, một thanh âm truyền xuống, Ngụy Trác Ngôn, phải chết, thanh âm như hồng, cuồng vọng, Ngụy Trác Ngôn lạnh lùng nói, giết, bốn gã phó tướng vung tay lên. Phía sau mấy chục tu hành giả, hướng về phía phản quân, từ ngũ khí triều nguyên đến bát pháp vận thông pháp thân, toàn bộ tế xuất, pháp thân, thắp sáng cả con phố, cả thành đều mang hoàng kim giáp, đại khái chính là loại cảm giác này. Nhưng mà, ngay tại thời điểm tu hành giả che mặt cùng phản quân xung phong mà lên, phía trên phi liễn bay xuống một thanh cự kiếm, cự kiếm rộng dày, có chút giống nào. Trung quanh cự kiếm bao vây cương khí hùng hậu, sau đó, xoay tròn, giống như cối say gió lớn, huyền thiên tinh mang. Lý Cẩm Y nhíu chặt mày, dẫn đầu nói, "U Minh giáo, rút lui, cự kiếm kia tới quá nhanh." Hơn 10 tu hành giả không kịp phản ứng, liền bị cương khí như cối xoay gió quét ngang, bay ngược đầy trời thấy một màn như vậy minh thế nhân ngẩng đầu nhìn trời huyền thiên tinh mang của đại sư huynh đại sư huynh đoan mộc sinh cũng vội vàng ngẩng đầu không đúng ta đi bẩm báo sư phụ bắt nhiệt đồ đoan mộc sinh nhìn phi liễn khổng lồ kia có chút chột dạ quay đầu muốn đi minh thế nhân nắm lấy cánh tay đoan mộc sinh đại sư huynh luôn luôn đao không rời thân cự kiếm này mặc dù giống đao nhưng không phải đao huyền thiên tinh mang uy lực cũng không đủ dùng thủ đoạn của đại sư huynh những tên này còn có thể sống sót được hay sao ý của đệ là có người giả mạo đại sư huynh không sai, được Minh Thế Nhân nhắc nhở như vậy, Đoan Mộc Sinh nhìn kỹ, giống, rất giống, Đoan Mộc Sinh lẩm bẩm, ta nói đại sư huynh sao lại kém cỏi như vậy, thì ra là hàng giả, đại sư huynh hàng giả đấu với Ngụy Trác ngôn hàng giả, không thấy thú vị sao? Nếu không nhìn kỹ, thật giả khó phân biệt, ngay cả đệ tử Ma Thiên Các còn cần cẩn thận phân biệt, những người khác, làm sao có thể hoài nghi đây, người này không yếu, Đoan Mộc Sinh nói ra, có thể bắt chước Huyền Thiên Tinh mang của đại sư huynh, thực lực sao có thể yếu? Hai người tiếp tục quan sát. Lý Cẩm Y nhìn người của mình, bị một chiêu Huyền Thiên Tinh mang này đánh bay, có chút không thể tin, tướng quân, đùi. Lý Cẩm Y hơi liếc mắt, thấp giọng nhắc nhở, bổn tướng quân tin tưởng năng lực của ngươi, Ngụy Trác Ngôn nói, cao giai chiến đấu, thuộc hạ sợ không bảo vệ được ngài Chu Toàn, nếu ngươi chết, thiên hạ đại loạn, Lý Cẩm Y nói ra, nàng ta đã thay đổi xưng hô, trở thành ngươi. Ngụy Trác Ngôn không nói gì, Ngụy Trác Ngôn nghe theo đề nghị của Lý Cẩm Y, lui về phía sau, bốn đại phó tướng cũng lui về phía sau, Ngụy Trác Ngôn nhẹ giọng thở dài nhìn bóng lưng mảnh khảnh của lý cẩm y ai có thể nghĩ tới ngụy trác ngôn có thể đi tới ngày hôm nay sau lưng dựa vào chính là lý cẩm y này ngụy trác ngôn cảm thấy mệt chết đi được vô duyên vô cớ bị đưa đến vị trí này vô duyên vô cớ bị trói buộc với cả thiên hạ lý cẩm y ngẩng đầu nhìn trời nhẹ giọng nói thiên hạ đệ nhất ma giáo u minh giáo chủ đại giá quang lâm tiểu nữ từ thất lễ thanh âm trên phi liễn hùng hậu không mất đi sức mạnh bổn tọa muốn mạng ngụy trác ngôn lời ít ý nhiều nói thẳng vào chỗ hiểm tiểu nữ tử không hiểu lắm U Minh giáo nhúng tay vào loạn quân, ngăn cản tướng quân bình loạn, đây là muốn cùng đại viêm đối địch, muốn chết, một tiếng quát lớn này, mang theo âm công cường đại, chấn động đến lỗ tai mọi người ù ù, cự kiếm kia lại xuất hiện, so với lúc trước khí thế càng thịnh, chiêu huyền thiên tinh mang này ngay cả người một nhà cũng kinh kỵ ba phần. Ngụy tướng quân, lui, Lý Cẩm Y lại cảnh cáo, Ngụy Trác ngôn thấy tình thế không ổn, quay đầu ngựa, bốn gã phó tướng tiếp thân bảo vệ, lui về phía cổng thành phía bắc, vậy bổn tọa sẽ thành toàn cho ngươi, phi liễn bên trên truyền đến từng trận sát khí lý cẩm y nhíu mày tiểu nữ tử tự biết không phải là đối thủ của đại giáo chủ nhưng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ trên cự liễn xuất hiện nguyên khí chấn động mãnh liệt nhìn thấy một màn như vậy minh thế nhân lắc đầu ngược lại không nghĩ tới nữ tử cẩm y này lại có dũng khí bậc này dù cho tu hành giả phía trên là hàng giả nhưng tu vi của hắn đúng là rất mạnh chẳng lẽ cẩm y nữ tử này thật sự ẩn tàng thực lực có thể cùng đối thủ cường đại như thế phân cao thấp sao lúc này trên bầu trời từ phủ dâng lên màu lam nhạt quang hoa khí tức đặc thù này hấp dẫn sự chú ý của mọi người nhao nhao nhìn qua trong lam sắc quang hoa nữ hài xinh xắn bay lên nóc nhà tiểu sư muội minh thế nhân nuốt nước miếng vân thường vũ y đoan mộc sinh cũng bị vân thường vũ y của tiểu diên nhi làm cho kinh ngạc nói đích thực là vân thường vũ y tiểu diên nhi giống như chim sơn ca nhẹ nhàng bay múa trên phi liễn khổng lồ cũng bị hấp dẫn minh thế nhân châm chọc nói sư phụ cũng quá thiên vị đi một kiện phạm thiên lăng còn chưa đủ còn muốn cho vân thường vũ y tiểu diên nhi nhìn thấy minh thế nhân truyền âm nói sư phụ nói lý cẩm y và ngụy trác ngôn không thể chết minh thế nhân ngẩn ra lão nhân ra muốn quản chuyện này sao giang ái kiếm phi thư khẩn cầu sư phụ ra tay tiểu diên nhi nói sư phụ thật đúng là mềm lòng nhưng mà giang ái kiếm bình thường làm việc cũng coi như ra sức coi như là người một nhà minh thế nhân gật gật đầu chỉ có điều giang ái kiếm vì sao phải giúp lý cẩm y tiểu diên nhi nhìn thoáng qua bay lên phía trên minh thế nhân và đoan mộc sinh quan sát song phương rằng co mấy ngàn binh lính mấy trăm tu hành giả hai mặt nhìn nhau Lý Cẩm Y nhìn thấy nữ hài mang vũ y kia có thể có bảo bối như vân thường vũ y, sao có thể là nhân vật bình thường? Dù cho nàng mới vừa nhập nguyên thần kiếp cảnh, còn là một tiểu cô nương chưa khai diệp, cũng không thể khinh thường nàng. Phi Liễn chuyển đến thanh âm hùng hậu, nha đầu kia là ai? Người phương nào? Tiểu Diên Nhi nhìn Phi Liễn, sư phụ nói không ai được động đến Lý Cẩm Y và Ngụy Trác Ngôn. Phi Liễn trầm mặc, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Lý Cẩm Y chắp tay nói đa tạ tiểu muội muội binh vực lẽ phải, nhưng mà loại chuyện này các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay tự bảo vệ mình đi tiểu diên nhi chớp mắt nhìn về phía lý cẩm y đứng thẳng tắp nói ngươi chính là lý cẩm y là ta lý cẩm y phi thường yêu nhã cuối người tiểu muội muội trên phi liễn kia chính là đương kim thiên hạ đệ nhất ma giáo giáo chủ u minh giáo vu chính hải các ngươi vẫn là chạy thoát thân đi lý cẩm y tiếp tục nói tiểu diên nhi ngẩng đầu nhìn thoáng qua phi liễn nhớ mày trên phi liễn là đại sư huynh sao bởi vì trước đây nhị sư huynh ngu thượng nhung xuất hiện nàng cũng chưa từng gặp qua đại sư huynh cho nên càng dễ dàng tin tưởng minh thế nhân cũng không vạch trần ngược lại hứng thú nhìn lý cẩm y tiểu diên nhi chỉ chỉ phi liễn nghi hoặc hỏi giáo chủ của u minh giáo không sai lý cẩm y thấy nha đầu tuổi tác không lớn tâm địa thiện lương liền nói thế hữu ma thiên các ma đạo tổ sư gia thân truyền đệ tử chín người đều là ma đầu vị giáo chủ u minh giáo này chính là ma thiên các thủ tịch đại đệ tử nghe đồn bát diệp kim liên đến nay chưa có địch thủ tiểu diên nhi giật mình phi liễn trên bầu trời hạ xuống thanh âm nếu đã biết danh bổn tọa còn không thúc thủ chịu trói lý cẩm y nói vu giáo chủ rõ ràng đã biết sao vẫn còn hỏi sao ta có thể rút lui được chứ lời này thật châm chọc, thành an dương thậm chí an nguy đại viêm lại liên quan đến một nữ nhân minh thế nhân bởi vì tự xưng không phải anh hùng cũng không phải chính nhân quân tử lại cảm thấy nữ nhân này ngược lại có vài phần đảm đương vậy thì đi chết đi trên phi liễn lần nữa bay xuống một đạo cự kiếm cự kiếm xoay tròn nhanh chóng hạ xuống với chi thể quét ngang an dương mũi chân lý cẩm y điểm một cái bứt sông thẳng lên phía chân trời tay phải trắng nõn giơ lên trên đỉnh đầu nàng xuất hiện cương khí phòng ngự hình ô cương khí huỳnh quang lưu chuyển dạng rỡ sinh huy trên phi liễn lại nhảy xuống bốn người đều là tu hành giả cường đại che mặt ngay cả tứ đại hộ pháp cũng là giả chỉ là không biết thực lực cùng tu vi tới mức nào minh thế nhân trầm giọng gia sư nói lý cẩm y không thể chết ầm minh thế nhân phóng về phía một tu hành giả che mặt ly biệt câu trong tay lóe ra quang mang còn các ngươi thì chưa chắc đoan mộc sinh thấy thế thân như mũi tên ly huyên xông về phía những tu hành giả che mặt khác Tay phải cầm bá vương thương, lấy tư thế xuyên vân, trực tiếp đối mặt đối phương, bắt nha đầu kia lại, Tuân Lệnh trên phi liễn truyền xuống một thanh âm, Lý Cẩm Y tiếp tục leo lên trên, nhìn xuống một cái. "Tiểu muội muội, mau chạy đi." Tiện tay nâng lên, một đạo cương khí hình nón bắn nhanh về phía tu hành giả che mặt, chiêu này của nàng là muốn cho Tiểu Diên Nhi tranh thủ thời gian chạy trốn. Chỉ có điều, Tiểu Diên Nhi giống như là người sợ hãi như vậy sao? Vân Thường Vũ y cổ động, dư âm cương khí chấn động, gặp phải nàng liền tiêu tán vô hình. Phạm Thiên Lăng xuất hiện, thất tinh thải vân bộ mạng thiên lụa đỏ đầy trời cuốn quanh hai tu hành giả che mặt mọi người nghẹn họng nhìn chăn chối đặc biệt là những tu hành giả quan chiến tiểu nha đầu này la lịch không nhỏ lại có nhiều bảo bối như vậy vân thường vũ y mặc dù không phải vũ khí nhưng luận phẩm chất không kém thiên giai chỉ có vậy thôi sao phạm thiên lăng của tiểu diên nhi là lướt trên bầu trời lý cẩm y hơi kinh ngạc nói nha đầu này ánh mắt đồng thời lướt qua minh thế nhân và đoan mộc sinh minh thế nhân và đoan mộc sinh chiếm ưu thế tuyệt đối cũng chính là lúc trên phi liễn một đạo năng lượng tử sắc quỷ dị đánh ra tự cương phi cương lý cẩm y giơ một đạo cương khí đánh qua không có hiệu quả nàng chợt hiểu ra đạo năng lượng tử sắc quỷ dị này là vu thuật hơn nữa là hướng về phía tiểu diên nhi mọi thứ xảy ra quá nhanh từ chỗ nàng nhảy lên xuất thủ bất quá không thể với kịp đáng tiếc nha đầu ta đã cố hết sức lý cẩm y ngẩng đầu tiếp tục đi về phía phi liễn bắt giặc phải bắt vua trước vân thường vũ y đột nhiên nở rộ quang hoa xanh thẳm đạo năng lượng quỷ dị kia khi đến quanh thân nàng bị quang hoa màu lam triệt tiêu Vân Thường Vũ Y, tuy rằng cắt giảm hơn phân nửa năng lượng, nhưng Dư Uy vẫn đánh lui Tiểu Diên Nhi, lui mấy bước mới đứng vững dưới sân nhà, "Tiểu thư, tiểu thư." Toàn bộ người hầu trong từ phủ xuất hiện trong sân, ngẩng đầu nhìn Tiểu Diên Nhi, Tiểu Diên Nhi đồng thời bay ngược, Phạm Thiên Lăng chủ động rời tay, kinh ngạc vô cùng nhìn lên bầu trời. "Ta không sao." Nhìn thấy tình huống khẩn cấp, Từ Nguyên vội vàng đi tới ngoài phòng Lục Châu, mặc dù hắn có gan dạ sáng suốt vượt xa người bình thường, nhưng vẫn bị cảnh tượng trước mắt hù dọa. Diên Nhi gặp nguy hiểm, kính xin lão tiên sinh ra tay, từ Nguyên dán mặt vào cửa phòng, hy vọng bên trong mau chóng trả lời, Lục Châu vẫn ngồi xếp bằng trong phòng. Nhắm mắt lại, hắn đích thực đã sớm nghe được động tĩnh bên ngoài, nhưng hắn không trả lời, trong đầu hắn giống như có một cỗ lực lượng dục dịch, càng ngày càng thịnh, cùng lúc đó, Lý Cẩm Y đi tới vị trí bằng phẳng của Phi Liễn, hai tay không ngừng xoay chuyển, ngàn vạn đạo cương ấn hình thành. Muộn rồi, trên Phi Liễn hạ xuống một đạo tiếng gầm lôi đình, hơn vạn đạo cương ấn còn chưa thành hình đã bị âm công đáng sợ đánh nát, mạn thiên bọt khí tản ra đầy trời lý cẩm y chịu lực hạ xuống minh thế nhân hướng đoan mộc sinh hô tam sư huynh đừng nương tay pháp thân hai tòa pháp thân bách kiếp động minh xuất hiện trên không ly biệt câu sao cùng bá vương thương gần như cùng một lúc xuyên qua ngực tu hành giả che mặt tiểu diên nhi chân đạp nóc nhà nhảy vào không trung phạm thiên lăng rời khỏi hai tu hành giả giống như du long cuốn tiểu diên nhi bay về phía lý cẩm y sư huynh thất tinh thải vân bộ của tiểu diên nhi phối hợp với phạm thiên lăng hoàn mỹ tuyệt phối đến rồi minh thế nhân và đoan mộc sinh mang theo pháp thân lóe lên che ở trước hai gã tu hành giả che mặt còn lại, dùng thủ đoạn của Tiểu Diên Nhi cũng có thể đánh bại bọn họ. Nhưng thời gian cấp bách, Phạm Thiên Lăng càng ngày càng dài, giống như là cánh hoa hồng, đi tới phía dưới Lý Cẩm Y, mang theo cương khí, kháng cự Lý Cẩm Y, tháo bỏ lực lao xuống, Tiểu Diên Nhi đi tới bên người Lý Cẩm Y, Phạm Thiên Lăng bao lấy hai người, chậm rãi đáp xuống. Chính hợp ý ta, trên bầu trời lại xuất hiện một cự kiếm khổng lồ, Đại Huyền Thiên Trương, cái này là nhất đạo loại cự kiếm cực lớn, sắc mặt Lý Cẩm Y hoảng sợ ngẩng đầu. Tránh ra, một trường này tiểu diên nhi bị lý cẩm y đẩy ra ngoài lý cẩm y thoát ly phạm thiên lăng đồng thời thân hình lơ lửng nguyên chuyển tiểu diên nhi nhướng mày ngươi làm gì vậy nàng đột nhiên sinh ra một cỗ quật cường không chịu thua nói chuyện sư phụ giao phó ta nhất định phải làm được nàng lại lao tới lấy thân mình che chắn cho lý cẩm y phạm thiên lăng lại nở rộ thái thanh ngọc giản thân pháp vô cùng linh động pháp thân bách kiếp động minh chưa khai diệp xuất hiện bên người lý cẩm y phạm thiên lăng chặn phía trên tiểu muội muội cả người lý cẩm y bộc phát năng lượng đáng sợ oanh, cương khí phía trên va chạm, hai người lại lui về phía sau, ta không sao, tiểu Diên Nhi thu hồi phạm thiên lang, ông, từ hướng tây bắc an dương, mây đen thổi tới, tốc độ cực nhanh, Lý Cẩm Y bắt lấy tay tiểu Diên Nhi kéo đi, chuẩn bị rút lui. Cường địch tới, phi liễn khổng lồ ở phía trên, cũng cảm nhận được địch nhân mạnh hơn đến, minh thế nhân lơ lửng trên không trung, nhìn về phía mây đen. Mây đen kia xa xa nhìn không rõ lắm, đến gần mới phát hiện, cũng không phải mây, mà là một tòa phi liễn màu nâu, tại phi liễn màu nâu phía trên một mặt to lớn cờ xí theo gió tung bay trên cờ xí một thanh bích ngọc đao nằm ngang phía trên hiện lên xoắn ốc xoay tròn tư thái phía trên ba chữ triện lớn u minh giáo u minh giáo hàng thật đã tới trên phi liễn hàng giả kia xuất hiện nguyên khí dao động rõ ràng thay đổi phương hướng phi liễn làm ra dáng vẻ tùy thời muốn trốn nha đầu phá hỏng chuyện tốt của ta ngươi chạy không thoát một đạo năng lượng màu tím lần nữa từ trên phi liễn đánh úp lại hình thành bộ dáng móng vuốt khổng lồ đánh về phía tiểu diên nhi muốn bắt tiểu sư muội ta cũng phải xem ta có đáp ứng hay không ly biệt câu xoay tròn mang theo cương khí quét ngang qua bá vương thương cũng là như thế ngàn trùng điệp lãng hô ly biệt câu cùng bá vương thương xuyên qua tử sắc cự đại thủ trảo vô dụng đây là vu thuật lý cẩm y bắt lấy tiểu diên nhi tung người bay nhanh móng vuốt khổng lồ càng ngày càng gần trên phi liễn của u minh giáo bộc phát ra một đạo năng lượng hùng hồn đồng dạng cũng bay về phía tiểu diên nhi đồng thời bốn đạo thân ảnh nhảy xuống phi liễn lấp lóe mà tới nhưng lý cẩm y và ngụy trác ngôn không hề hiểu rõ tình hình chỉ cảm thấy đây là viện quân u minh giáo một cục diện gần như khó giải quyết lý cẩm y thở dài nói tiểu muội 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 cứu ta một lần ta đây liền cứu muội một lần mang ngụy trác ngôn đi hắn không thể chết ngay khi nàng chuẩn bị thi triển đại thần thông thuật phía trên nóc nhà từ phủ một đạo sóng âm hình thành vòng xoáy hiện lên màu lam nhạt bộc phát cút đây là thiên thư nhân tự quyền chúng sinh ngôn âm thần thông lục châu cảm nhận được nguy cơ tới gần tất cả lực lượng phi phàm bản năng bộc phát một chữ cút theo vòng xoáy giống như là phiên bản phóng đại của loa siêu lớn chấn động lên trên minh thế nhân hạ xuống đoan mộc sinh hạ xuống tiểu diên nhi bị lý cẩm y mang theo rơi xuống minh thế nhân nhận ra đây là âm công của sư phụ lão nhân gia sóng âm hướng lên trên chỉ có phía dưới an toàn người trên trời xui xẻo rồi chữ cút kia giống như sấm sét nổ tung trong tai mỗi tu hành giả trên trời cự chảo màu tím lập tức tan thành mây khói năng lượng từ phi liễn u minh giáo truyền đến còn chưa thành hình cũng theo đó biến mất sóng âm đến đâu tu hành giả đều rơi xuống tứ đại hộ pháp của u minh giáo sắc mặt kinh hãi vội vàng bay ngược trên mặt đất sóng âm lấy từ phủ làm trung tâm phóng xạ trong phạm vi vài dặm một tiếng cút này toàn bộ dân chúng thành an dương đều nghe được đám phản quân cùng với binh lính thần đô tới tất cả đều nghe thấy trong nháy mắt đám người lý cẩm y rơi xuống đất ngẩng đầu nhìn xung quanh phía trên cửa thành phía nam phi liễn hàng giả lắc lư mấy cái kéo kẹt kéo kẹt phi liễn phía tây bắc dưới sự liên thủ của tứ đại hộ pháp chặn được âm công mỗi người đều lộ vẻ hoảng sợ phi liễn hàng giả trên cửa thành phía nam như bị thương nặng bay nhanh chạy trốn cùng lúc đó tại con hẻm thập tự nhai cửa lớn từ phủ chậm rãi mở ra lục châu chắp tay đi ra sư phụ đồ nhi bái kiến sư phụ minh thế nhân và đoan mộc sinh quỳ một gối xuống tiểu diên nhi cũng quỳ xuống theo sư phụ lục châu không phải không muốn phong cách một chút mà là nguyên khí của hắn không còn lại bao nhiêu hắn không biết vì sao có thể bộc phát ra lực lượng phi phàm ngay cả nguyên khí tích lũy thần đình cảnh của hắn cũng đã tiêu hao bảy tám phần trạng thái tinh thần cũng không no đủ như sau khi lĩnh hội thiên thư cho nên hắn lựa chọn chậm rãi đi ra vừa đi vừa suy ngẫm phương pháp sử dụng lực lượng phi phàm ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung vào lục châu lý cẩm y quỳ một gối xuống chắp tay nói mời lão tiền bối ra tay đánh lui tứ đại hộ pháp u minh giáo lý cẩm y lục châu nhìn về phía lý cẩm y bên cạnh tiểu diên nhi lý cẩm y đã nhận ra được vị lão giả này cường đại đại thiên thế giới không thiếu cái lạ rất nhiều cường giả tuyệt thế không thích tham dự thế tục phân tranh ẩn tàng tại thế cường giả khiêm tốn nhân ngoại hữu nhân đạo lý này lý cẩm y thở nhỏ đã biết đến tiểu nữ chính là lý cẩm y lý cẩm y vội vàng hạ thấp người lục châu biểu lộ lạnh nhạt sắc mặt bình tĩnh trên bầu trời tứ đại hộ pháp u minh giáo lăng không lơ lửng sắc mặt hoảng sợ nhìn phía dưới hắn không cần thể hiện năng lực cường đại đến độ nào liền để bốn tên hộ pháp kia lăng không lui lại cho dù là bọn hắn tu vi rất cao nhưng tự hồ đã quên mất mục đích tới đây nhất thời sững sờ tại không trung không dám xuống dưới cái lão giả bề ngoài xấu xí này chính là sư phụ của giáo chủ đại nhân. Bốn người hai mặt nhìn nhau, đối với một tiếng cút đáng sợ vừa rồi cảm thấy kinh hãi không thôi. Giáo chủ đại nhân đã nói, ma thiên các tổ sư gia thọ mệnh đại nạn sắp tới, thực lực tu vi trong vòng 10 năm kịch liệt hạ xuống. Nếu thật sự là như thế, làm sao có thể phát ra một tiếng xét kia giống như đại thần thông? Lục Châu vuốt dâu nói, nhiệt đồ, nhiệt đồ. Lý Cẩm Y liền giật mình. Lục Châu dù chỉ là tu vi thần đình cảnh, truyền âm bình thường không đáng kể, thanh âm hơi có vẻ không vui nói còn không mau cút xuống đây cả cái thiên hạ này có dũng khí này nói chuyện với giáo chủ u minh giáo còn có thể là ai có thể dùng thái độ như thế dân dạy vu chính hải chỉ có thể là chủ nhân ma thiên các người tung hoành thiên hạ ma đạo tổ sư gia cơ thiên đạo hết thảy đã sáng tỏ vị lão giả này từ trong từ phủ chậm rãi đi ra chính là đệ nhất đại ma đầu đương thời tứ đại hộ pháp sắc mặt kinh hãi không dám xuống tới ngay tại lăng không quỳ bái vãn bối thanh long điện hoa trọng dương bái kiến lão tiền bối vãn bối bạch hổ điện bạch ngọc thanh bái kiến lão tiền bối vãn bối chu tước điện dương viêm bái kiến lão tiền bối vãn bối huyền vũ điện địch thành bái kiến lão tiền bối bốn người lăng không quỳ một gối xuống bái mặt hướng lục châu lý cẩm y ánh mắt phức tạp nhìn vị lão giả này không đánh mà khuất phục được địch người này đến cùng mạnh tới cỡ nào phải biết kẻ lăng không quỳ bái kia là tứ đại hộ pháp của u minh giáo thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ điện thủ tọa lại e sợ vị lão giả này như thế minh thế nhân khoanh tay nói đại sư huynh đừng trốn nữa mau xuống đây Lý Cẩm Y hướng lui về phía sau một bước, đầu trống rỗng, ánh mắt nàng lập tức di chuyển từ Tiểu Diên Nhi lướt qua đến Minh Thế Nhân, đang di động đến Đoan Mộc Sinh, rồi đến Phi Liêng U Minh giáo to lớn bên trên, lại lần nữa lui lại, không cần sợ hãi, chẳng biết từ lúc nào. Ngụy Trác Ngôn xuất hiện sau lưng nàng, Lý Cẩm Y nhớ tới ban đầu ở Thanh Dương một màn giữa hồ kia, xuyên vân cự liễn của Ma Thiên các chạy qua, tướng quân liền không còn là vị tướng quân kia nữa. Trước kia Ngụy Trác Ngôn luôn ngoài miệng nói hắn không sợ Ma Thiên Các, có thể trên thực tế đã e sợ sâu tận xương tủy, ánh mắt ngụy trác ngôn rơi vào trên người lục châu thời điểm hắn đến gần liền nhận ra vị lão giả này chính là vị lão giả bên trong ma thiên các kia thanh long điện thủ tọa hoa trọng dương cất cao giọng nói xin lão tiền bối thứ lỗi giáo chủ không hề ở trên phi liễn không ở đây giáo chủ biết lão tiền bối giá lâm nơi đây đặc phái bốn người vãn bối tới trước minh thế nhân nghe vậy cười nói đều nói giáo chủ các ngươi uy chấn thiên hạ đánh đâu thằng đó lá gan thế mà nhỏ như vậy sợ sư phụ ăn thịt huynh ấy sao cái này Minh Thế Nhân nói đến Hoa Trọng Dương á khẩu không trả lời được. Trên thực tế cũng là như thế, Vu Chính Hải giống như Ngu Thượng Nhung, nhận được tin từ lão thất, biết được sư phụ lão nhân gia ông ta giá lâm nơi đây, hắn làm sao dám đích thân đến đây chứ, dù cho là đương thời đệ nhất giáo chủ đại ma giáo, cũng nào có thể hống hách với sư phụ lão nhân gia, cho nên phái thuộc hạ tới là vẹn toàn đôi bên. Tứ đại hộ pháp thực lực tu vi cùng địa vị ngang hàng giáo chủ, cũng coi là bày đủ tràng diện, trước khi tứ đại hộ pháp đến, lòng tin tràn đầy, trùng hợp đụng phải loạn thành An Dương cũng trùng hợp gặp phi liễn giả mạo u minh giáo nhưng không nghĩ tới là tập hợp lực lượng của cả bốn người lại không mảy may ngăn được một chữ cút của ma đầu tổ sư ra cho dù là giáo chủ cũng làm không được bọn hắn giật mình tỉnh ngộ vì cái gì mà giáo chủ không đến thanh thanh thật thật cẩn thận từng ly từng tí lơ lửng ở giữa không trung chẳng lẽ lại quay đầu đào tẩu vị cường giả trước mặt này chạy trốn không có chút nào đáng xấu hổ hoa trọng dương nói ra mong rằng lão tiền bối tin tưởng lời của vãn bối giáo chủ nghe nói hôm nay chính là sinh thần của cửu tiên sinh đặc biệt ra lệnh cho vãn bối dâng lên lễ vật chỉ có như vậy mà thôi hoa trọng dương nói xong lời này đánh bạo hướng phía dưới hạ xuống một cái hộp gấm chậm rãi bay xuống cương khí vườn quanh hộp gấm hướng phía tiểu diên nhi bay đi minh thế nhân mỉm cười nói ra để ta minh thế nhân thân hình nhanh như chớp lướt qua hộp gấm tiểu sư muội vạn nhất bên trong là đồ vật hại người sư huynh còn có thể thay muội cả lại minh thế nhân cầm lấy hộp gấm tiểu diên nhi gật gật đầu ừm thật cảm tạ sư huynh cái hộp gấm này cùng hộp gấm ngu thượng nhung tặng trước đó không khác nhau lắm về độ lớn minh thế nhân tiện tay mở ra đồng thời bình chứa ngăn trở cương khí bên trong đặt vào không phải kịch độc hay là cạm bẫy nguy hiểm gì mà là một đôi giày xanh nhạt vật này tên là đạp vân hoa cửu tiên sinh thân pháp cùng bộ pháp độc nhất vô nhị có thêm vật này như hổ thêm cánh tiểu diên nhi nghe được hai mắt tỏa ánh sáng không ngừng dò xét giày trong hộp gấm sư huynh sư huynh ta à, tiểu diên nhi thấp giọng nói ừm minh thế nhân cho nàng một ánh mắt ám hiệu tiểu diên nhi lập tức an tĩnh lại một mặt thờ ơ nói sư phụ cái giày này đồ nhi không cần lục châu đánh giá đạp vân hoa đạp vân hoa giống như vân thường vũ y đều không phải là phàm vật nghe nói đạp vân hoa chuyên được làm cho tiên nữ trên trời sau khi đeo vào người nhẹ như yến có thể bay lượn tới chân trời vật liệu chế tác nên đạp vân nga là từ song phi linh cực kỳ chân quý cùng hỏa hoàn cấu thành dung luyện xong lại từ đại sư may vá chế tác lục châu nói trở về nói cho vu chính hải nếu muốn nhận sai liên tự mình đến tứ đại hộ pháp nghe vậy thở dài một hơi đều đứng dậy hướng phía lục châu chắp tay nói ra vãn bối nhất định truyền lời lại bốn người ngự không lui lại một mực thối lui đến phi liễn phía trên đến đây tứ đại hộ pháp đều là cao thủ phong phạm không nhanh không chậm nhưng thời điểm phi liễn quay đầu liền giống như là con cá trấn kinh phi nước đại như chạy trốn ngụy trác ngôn cũng thở dài một hơi hắn hướng phía lục châu chắp tay một cái nghiêm trang nói đa tạ lão tiền bối không có khí thế cùng uy nghiêm của đại tướng quân trước đó lý cẩm y cũng kho người đa tạ lão tiền bối lục châu nhìn về phía lý cẩm y hỏi giang ái kiếm ở đâu vị này lý cẩm y sừng sốt một chút nàng chợt nhớ tới tiểu muội muội bên cạnh đã nói tên của mình chỉ mặt gọi tên người nào cũng không thể động vào nàng cùng ngụy trác ngôn hiển nhiên lão giả nhận ra nàng lời nói dối kia còn có ý nghĩa gì lý cẩm y hạ thấp người nói vân tước lâu minh thế nhân nhíu mày giang ái kiếm này đã rời hoàng thất chẳng lẽ để sư phụ đi gặp hắn sao hắn ở vân tước lâu làm gì minh thế nhân hỏi câu cá câu cá sao hắn nói hắn thích câu cá mấy ngày nay liền tại vân tước lâu câu cá cái khác tiểu nữ tử không biết lý cẩm y thành thật trả lời lục châu gật gật đầu nói vậy liền đi vân tước lâu đường phố an dương vắng tanh lục châu chắp tay rời đi minh thế nhân quay đầu nhìn lướt qua binh sĩ của ngụy trác ngôn nói đừng nói các ngươi không giải quyết được đám phế vật này nhé phế vật là chỉ đám loạn quân kia thời điểm đi ngang qua lý cẩm y minh thế nhân dừng bước lại nói suy tính một chút gia nhập ma thiên các không lý cẩm y khẽ kho người không có trả lời minh thế nhân đành từ bỏ đi tiếp Tiểu Diên Nhi không có đi nhanh như vậy, trước cùng người từ ra chào hỏi, đồng thời đi ngang qua Lý Cẩm Y bên cạnh, "Tỷ tỷ, nghe lời ta khuyên, nhất định phải cùng Giang Ái Kiếm đoạn tuyệt quan hệ, tên kia cực kỳ không biết xấu hổ." "Ách, đa tạ tiểu muội muội, ta không hề quen biết hắn." Lý Cẩm Y gật đầu nói. "Vậy là tốt rồi, gặp lại." "À đúng rồi, tỷ là người lạ đầu tiên ta thích, hi hi." Tiểu Diên Nhi hai tay dắt tại phía sau, nhảy nhảy nhót nhót đuổi theo, Đoan Mộc Sinh dứt khoát hơn. "Chắp tay, cáo từ." Lý Cẩm Y nói nàng không quen Giang Ái Kiếm trừ tiểu diên nhi ra thì không ai tin có thể để cho giang ái kiếm mở miệng nhờ cứu người há lại sẽ là quan hệ bình thường chấp này đến đây là kết thúc mọi người hãy truy cập vào mê chuyện qq net để xem video chấp mới nhất trước youtube 3 ngày nhé mê chuyện quy quy review chuyện đỉnh cao